giữa việc đúng với việc giàu chúng ta chọn cái gì. Cái game nó rất là đơn giản, nó như vậy. Giữa đúng với giàu chúng ta chọn cái gì. Ví dụ như trên chuyến hành trình cuộc đời chúng ta đi, chúng ta đến cái điểm A này, chúng ta đang đi thẳng đến cái điểm A này, đang đi thẳng đến cái điểm A này. Nó không cho chúng ta đi thẳng, nó tách ra làm hai con đường mới, một con đường là luôn luôn giàu và một con đường là luôn luôn đúng. Và nếu phải chọn tiếp một con đường nữa để đi thì chúng ta chọn con đường nào? Ok, các bạn nắm rõ cái game chưa? Nếu chọn một con đường nữa để đi thì chúng ta chọn con đường nào? Có nhiều bạn cứ ngồi suy nghĩ hoài không dám chọn. Mình nói chọn đại đi mà. Cái này là cái game thôi, nó có gì ghê gớm đâu. Ok bạn ơi. À rồi, bắt đầu yêu cầu các bạn chọn, bắt buộc các bạn chọn thì các bạn nói em chọn cả hai. Mà nói chọn cả hai đi không có được. Con đường đúng nó đi cái hướng này. Con đường giàu nó đi cái hướng này, nó đi hai hướng khác. Khác nhau, chúng ta chỉ chọn một thì chúng ta mới đi được. Ok không ạ? Có nhiều bạn mà nói chọn nữa cũng lo lắng không dám chọn. Mà nói các bạn an tâm đi. Trước khi chơi cái game này lương bạn 5 triệu thì sau khi chơi cái game này lương bạn vẫn cứ 5 triệu. Ok không? Ok các bạn ơi. Nó không có gì thay đổi đâu. Làm gì mà lo lắng dữ thế? Một cái game chơi cho vui thôi mà. À, rất là đơn giản thôi. À, ví dụ mình giới thiệu mình tên là Duy, mình chọn con đường đúng. Vậy em tên là gì? Luân ạ. Em chọn con đường gì? Giàu ạ. À, thì tới bắt đầu là hai đứa ngồi tranh luận nhau. Ok bạn ơi. À, tại sao chọn con đường đúng? Tại sao chọn con đường giàu? Và nếu mà Luân nó cũng chọn con đường đúng giống mình thì bắt tay nó, mình với bạn đi chung đường. Ok bạn ơi. Yeah. Rất là đơn giản như vậy thôi. Sẵn sàng chưa? Yeah. Sẵn sàng chưa bạn? Sẵn sàng. Rồi, chúng ta có 2 phút thảo luận với người bên cạnh đi và chọn cái con đường đường nào. Ok, mời các bạn bắt đầu. Tuyệt vời, ai cũng chọn cho mình rồi. Vô tư đi, cái game cho vui mà ngồi gì lo lắng như vậy. Cho mình hỏi là bao nhiêu bạn chọn con đường đúng, giơ tay lên ạ. À, phe đúng đâu, giơ tay lên, giơ tay cao lên. Rồi nhìn lớp xem cái phe mình đông không. Phe nào, rồi. Bạn nào chọn con đường giàu đâu, giơ tay cao lên ạ. Wow, lớp này giàu nhiều dữ vậy. Mà phần lớn là con gái không. Con gái nó ngộ lắm, con gái nó hay chọn giàu lắm bạn ơi. Ngộ lắm, lớn là con gái không à. Rồi, phe đúng đâu, giơ tay lần nữa đi. Phe đúng đâu, giơ tay lần nữa à. Đó, các bạn thấy con trai nhiều hơn, con trai nó hay chọn đúng lắm. Rồi, ok, mình sẽ mời một bạn. Mời bạn đi ạ, à. Mời bạn cho hỏi bạn tên gì vậy? Dạ, mình tên Huy ạ. À, bạn Huy, hiện bạn Huy làm công việc gì ạ? À, Huy cũng đang làm công việc kinh doanh. À, làm kinh doanh, các bạn cho bạn Huy một tràng tay lớn đi, lớn. Bạn Huy chọn con đường gì ạ? Chọn con đường đúng ạ. À, giả sử như vậy bạn Huy á, giả sử như vậy thôi, trong lớp giả sử thôi. Giả sử như bạn Huy đang chọn con đường đúng, nên bạn Huy đang đi trên con đường đúng. Nên bạn Huy thấy cái gì nó cũng đúng, đi đâu Huy thấy nó cũng đúng, làm gì Huy thấy nó cũng đúng. Rất là đơn giản, mình chọn con đường đúng. Ok không à? Và bạn Huy đang đi trên con đường đúng bạn Huy ơi. Tuyệt vời bạn Huy ơi. Cái gì nó cũng đúng. Tuyệt vời bạn Huy ơi. Cái gì nó cũng đúng. Và đi miết và bây giờ bạn Huy 60 tuổi đời rồi. Ok chưa à? 60 tuổi đời rồi, mình đi miết thì mình 60 tuổi đời rồi. Và bạn Huy tuyệt vời, cái gì nó cũng đúng. Tuy nhiên nó vẫn còn nghèo thì sao bạn Huy ơi? Nó giàu thì chúng ta không nói, nó vẫn còn nghèo luôn. Thì nó cũng đúng luôn. Ok không? Nó cũng đúng chứ. Tại vì mình chọn con đường đúng mà. Ok. Ok rồi, cho bạn ơi ra qua tay đi à. Ok mà. Từ từ. Nó vẫn đúng luôn. À, chứ không phải là nó không đúng. Lúc đó là không còn kết luận như vậy được nữa. Rồi, cho mình hỏi là bao nhiêu bạn chọn con đường giàu đâu, giơ tay lên ạ. À, nhiều người đúng không? Rất là nhiều người. Rồi mình sẽ mời một bạn. Mời em đi à. Mời bạn luôn đi à. À, em làm gì luôn rồi? Dạ, em là đầu bếp. À, là đầu bếp. À, các bạn cho mừng Luân nào, có tay rất là lớn. Lớn lên. À, Luân chọn con đường giàu. Giàu, giả sử như vậy Luân ha. Giả sử như vậy Luân đang đi trên con đường giàu nên hiện tại Luân đang rất là giàu. Mọi người nói là Luân đại gia. À, tuy nhiên đi ra ngoài đường á, mấy đứa bạn của Luân nó cứ nói cái Luân này nó giàu mà nó khùng khùng, bạn chịu mà. Vô tư. Vô tư. Miễn có tiền là được rồi. Ok bạn ơi. Thú vị, thú vị. Ok. À, rồi các bạn đang lớn. Ơi bạn rất là nhiều. À, các bạn thấy không ạ? À? Nghĩa là vừa rồi các bạn thấy có 2 trường phái đúng không? À, và vừa rồi là chúng ta chơi một cái game. À, và mỗi người cũng có cái triết lý riêng của mình. Có các bạn ơi. Và nó cho vui thôi, cái game nó cho vui. Xong rồi chúng ta bỏ đi. Ok bạn ơi. Và nếu mà xong cái game này mà ai mà ngộ ra một cái điều gì đó đó, ai mà ngộ ra điều gì đó đó thì sắp tới bạn có sự điều chỉnh á. Ok bạn ơi. Còn bạn nào mà không ngộ ra điều gì hết á thì an tâm đi. Không sao đâu. Sắp tới bạn vẫn cứ sống sót à. Ok bạn ơi. Yeah. Không có gì phải suy nghĩ trăn trở đó. Rồi bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ với cái game này với cái góc nhìn của mình không ạ? À? Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? À? Sẵn sàng các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều các bạn ạ. À. Trong xã hội á, rất nhiều người tự hào mình giỏi có không ạ? À?
Có. Rất nhiều người tự hào mình thông minh, có mà. Có. Rất nhiều người tự hào mình biết rất là nhiều thứ, có mà. Có. Tuy nhiên họ vẫn chưa có tiền, có mà. Yeah. Có rất là nhiều người tự hào rằng tôi học hành rất là nhiều, có các bạn ơi. Yeah. Học bằng 2, bằng 3 nhiều các bạn ơi. Yeah. Rất là nhiều. Mình có một người bạn, hôm đó họ tới học khoe với mình, họ có tới 11 cái bằng đó. Họ có 11 cái bằng đó. Họ mang tới học khoe với mình. Và họ hỏi bằng cấp của mình đâu. Mình bối rối kinh khủng luôn. Tại mình có một cái bằng mà mình quăng đâu mất tiêu rồi. Cái mình suy nghĩ một hồi, cái mình mới ra được một cái ý. Cái mình đi vô, mình mở cái tủ mình ra, mình ôm một cọc số đỏ ra mình đưa cho nó. Cái nó im lặng, nó không nói cái gì các bạn ơi. Nó có bằng nhiều nhưng mà nó không có số đỏ. Các bạn thấy điều này thú vị không? Vô cùng thú vị. Có nhiều người họ tự hào rằng họ có rất là nhiều kinh nghiệm, có các bạn ơi. Sống đến 60 tuổi đời kinh nghiệm nhiều không? Một bụng kinh nghiệm luôn. Tuy nhiên họ vẫn chưa có tiền, có mà. Nếu bạn đang đúng, nếu bạn đang giỏi, bạn đang rất là thông minh, bạn có rất là nhiều bằng cấp, bạn biết rất là nhiều thứ, bạn cực kỳ có nhiều kinh nghiệm mà bạn vẫn không có tiền, thì cái điều đó nó nói lên cái gì? Nó nói lên là bạn biết rất là nhiều thứ, tuy nhiên còn một điều nữa bạn vẫn chưa biết là làm sao kiếm tiền để cho cuộc sống bạn tốt hơn, bạn vẫn chưa biết cách. Đồng ý không? Nói đến đây thì những người mà giỏi giang thông minh á mà họ chưa có tiền, họ nói tiền làm gì mua được hạnh phúc, tiền làm gì mua được tình yêu. Ok bạn ơi. Lúc xưa mình hay nói hoài cái câu đó các bạn. Mình á là người hay nói hoài cái câu đó mà nó rất là kỳ lạ. Cứ ngày nào mình còn nói câu đó là ngày đó mình vẫn còn chưa có tiền. Cho tới khi bắt đầu mình lớn lên, mình chơi với những ông có tiền, thì bắt đầu mình nghe cái ông có tiền, ông nói cái câu khác, ông không có nói cái câu đó. Các bạn có sẵn sàng để mình bật mí, ông có tiền ông nói cái câu gì không ạ? Những ông có tiền ông hay nói như vậy nè: những gì không mua được bằng tiền thì phải mua bằng rất nhiều tiền. Trời ơi, càng lớn lên mình càng thích cái câu đó, nó kỳ lạ luôn các bạn ơi. Bởi vì sao ạ? Tiền nó mua được hạnh phúc hay không, nó mua được tình yêu không thì mình không biết. Nhưng mà mình biết chắc được một điều rằng tiền nó mua được xe ông luôn. Có. Tiền nó mua được nhà ông luôn. Có. Đi tiền nó cho chúng ta những tiếng đi du lịch tuyệt vời ông luôn. Có. Đi ra đường mà trong túi nó có nhiều tiền, nó tự tin không? Tự tin. Nó tự tin kinh khủng các bạn ơi. Cái thằng quỷ đó nó vừa lùn, nó vừa xấu trai mà trong túi nó có nhiều tiền, nó cứ tưởng nó đẹp trai các bạn. Có các bạn. Có. Có, nó tự tin chịu không nổi luôn à. Mà cứ có nhà nè, có xe nè, đi du lịch nhiều nè, ra đường trong túi có nhiều tiền nè, thì cái miệng thằng đó nó đi ra đường nó cứ nó cười hoài các bạn ơi. Mà nó cười hoài nên nó rất là dễ vui, ok các bạn ơi. Mà nó rất là dễ vui nên nó rất dễ hạnh phúc, ok các bạn ơi. Vậy các bạn thấy đồng tiền trong cuộc sống nó quan trọng không các bạn ơi? Quan trọng. Nó quan trọng không các bạn ơi? Quan trọng. Mình thấy nó không có quan trọng. Mình chỉ thấy nó cực kỳ quan trọng. Vì sao nó cực kỳ quan trọng? Bởi vì 90% những gì liên quan trong cuộc sống của chúng ta nó đều liên quan đến tiền. Muốn có nhà phải có tiền, muốn có xe phải có tiền, muốn có vợ phải có tiền. Không có tiền không có vợ được. Chính vì yếu tố đó nó vô cùng quan trọng. Và vì nó quan trọng nên lúc xưa mình đi ra ngoài đường mà thấy người này, cái ông nào có tiền mà nó giỏi kinh khủng. Này nó giỏi kinh khủng, làm gì mà nó giỏi ghê dữ vậy? Mà mình đi ra ngoài đường mà thấy ông nào cũng có tiền, dở ẹt, dở không thể tưởng. Có tiền mà làm cũng không ra nữa, dở gì mà dở. Nhưng mà sau đó bắt đầu mình mới phát hiện ra, cái đó là cái góc nhìn cho chuẩn mình. Sau đó một thời gian mình mới phát hiện có nhiều người họ dở ẹt à, học hành dở, kinh nghiệm thì ấy, còn trẻ măng à. Nhưng mà tiền nó thì rất là nhiều, có không? Có. Cái chuyện gì xảy ra vậy? Sao nó dở ẹt mà tiền nó nhiều dữ vậy? Còn mình đi ra ngoài đường mình gặp nhiều người lắm, học hành giỏi giang, thông minh, bằng cấp đầy người, ra đường nói cái gì cũng biết đó. Chỉ có tiền là nó không có thôi. Có không? Có. Chuyện gì kỳ lạ vậy rồi? Và thế là sau đó mình phát hiện ra cái bí mật. Các bạn có sẵn sàng để mình bật mí không? Dạ. Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Cái bí mật này mình không có nói lớn. Ok không? Ok chưa? Ok. Mình chỉ nói nhỏ để cho các bạn nghe thôi, ok không? Ok. Thì các bạn có công đến lớp này, chỉ có các bạn biết thôi, ok. Nói bự mấy người ngoài đường đi mới phủ cái họ đi, họ nghe hết, lộ bí mật hết, ok. Cứ cam kết giữ bí mật không, không được đưa lên Facebook. Cam kết chưa? Cam kết. Giang người ta ra cam kết rồi. Mình phát hiện ra một bí mật nó vô cùng tuyệt. Tuyệt vời. Những cái thằng á mà nó giỏi á, mà nó không có tiền á, là mấy thằng quỷ đó mắc cười lắm các bạn ơi. Cái gì nó cũng biết hết.
mà kiếm tiền thì tụi nó không có biết. Ok không? Ok các bạn ơi. Yeah. Ok không? Yeah. Còn mấy cái thằng ngu ngu kia mà tiền nó nhiều là máy quỷ đó, nó không biết cái gì hết đó. Nó chỉ biết duy nhất một cách là cách kiếm tiền, chăm hết. Tuyệt vời các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. À, vậy hóa ra một cái năng lực rất quan trọng trong cuộc sống này đó là năng lực kiếm tiền. Đồng ý các bạn ơi. Đồng ý mà. Bạn làm gì làm thì bạn phải có gì? Có khả năng tạo ra tiền. Còn không á là cuộc sống chúng ta nó rất là khó khăn. À, nếu cho mình chơi cái game này thì chắc chắn là mình chọn con đường giàu. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ lý do vì sao mình chọn con đường giàu không ạ? Sẵn sàng không ạ? Lý do thứ nhất mình chọn con đường giàu bởi vì mình muốn chứng minh năng lực của mình. Có người chọn chứng minh năng lực bằng cách thông minh, có người chọn chứng minh năng lực bằng cách là có nhiều kinh nghiệm, nhưng mình chọn chứng minh năng lực bằng cách là làm gì làm thì mình phải có nhiều tiền. Khi mà mình có nhiều tiền rồi, mình mướn những người có kinh nghiệm làm việc cho mình, được không ạ? Được. Xã hội nó đang diễn ra như vậy mà. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai á là mình biết rằng mình sống không phải cho chính bản thân mình không. Nếu mà mình sống cho bản thân mình không á, một ngày 200 ngàn đủ rồi, đồng ý không ạ? Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối vậy đủ rồi. Nhưng mà còn có ai nữa, còn có vợ con nữa, đồng ý không? Có ba mẹ không? Đó. Và những người thân chúng ta có cần tiền tình nơi ta không? Đó. Cần nhiều các bạn ơi. Đó. Cần rất là nhiều. Bao nhiêu bạn nam trong lớp này có vợ rồi, giơ tay lên nào. Bạn nam nào có vợ rồi, giơ tay lên nào. À, rất là nhiều bạn nam có vợ rồi. Rồi mình sẽ mời một bạn. Mời bạn đi. Mời bạn. Cho hỏi bạn tên gì ạ? Xin chào thầy các bạn. Em tên là Đỗ Ngọc Chí Thành. À, hiện tại bạn làm công việc gì ạ? Em làm công chức nhà nước. À, công chức nhà nước. Các bạn cho bạn Thanh nào có tay rất là lớn đi. Lớn. Bạn Thanh có vợ lâu chưa? Dạ, em có vợ ở đây được 6 năm rồi. Không biết cái ngày mà vợ về ở chung á, bạn Thanh có ngộ ra điều gì không? Chứ mình cái ngày đầu tiên mà vợ về là mình ngộ ra nhiều điều lắm á bạn. Bạn Thanh ơi, bạn muốn mình chia sẻ không? Lúc xưa mà hai người mà mới quen nhau á, mình suốt ngày cứ nhăn nhãn. Mình nói là đàn ông rất là thực tế, phụ nữ rất là mộng mơ. Nhưng mà cái ngày đầu tiên vợ về là mình ngộ ra liền ạ. Phụ nữ vô cùng thực tế, chỉ có đàn ông mới mộng mơ thôi. Ok em ạ. Ok bạn ơi. Rồi mình sẽ hỏi bạn Thanh nè. Kể từ ngày mà có vợ về, chuyện gì xảy ra khi cuối tháng bạn Thanh không mang tiền về? Không dám đâu, giả sử thôi. Có hai trường hợp thôi ạ. Ừ. Như trường hợp thứ nhất, mình làm một việc nào đó mà hết tiền rồi thì vợ đồng ý thì vấn đề đó không có gì. Và không, cứ xem như cuối tháng bắt buộc phải mang tiền về mà lúc này không mang về. Một trường hợp mà mình làm mà nó không có mục đích gì đó thì suốt tuần, suốt tháng sau chắc mình ăn cơm với nước mắm đó. À, ok mà. Thú vị à, cuối tháng phải vậy? Phải mang tiền về. Rồi, bạn có bé chưa? Dạ, có một bé. Một bé rồi. Chuyện gì xảy ra khi cuối tháng mà bố Thanh không mang tiền về? Hả? Rất nhiều vấn đề xảy ra anh ạ. Ví dụ? Chuyện như là con không có sữa. À, con không có sữa. Hoặc là có nhiều vấn đề khác xảy ra. Rồi mình cảm giác nó như thế nào? Ngay bản thân mình thì có thể là mình nghĩ mình có lỗi với con cái mình. À, mình có lỗi con cái mình. Đúng rồi. Chính xác. Ok, rồi cho bạn tay nào với tay rất là lớn. Lớn rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Người thân yêu của chúng ta có cần tiền từ nơi ta các bạn ơi? Có. Cần nhiều không? Nhiều. Không những nhiều mà rất là nhiều. Các bạn có sẵn sàng để mình kể những câu chuyện hàng ngày mình gặp không ạ? Sẵn sàng. À, mình ở cái khu của mình thì mỗi sáng mình hay dạy mình tập thể dục. Có cái khu công viên mình chạy thể dục á. Thì mấy cái ông cái khu mình á, ông cũng sáng ông chạy ông tập thể dục. Thì mấy ông cũng 60 tuổi rồi vậy, 50 tuổi, 70 tuổi đó. À, tập thể dục xong mấy ông hay ngồi chậm lại á, và bắt đầu mấy ông ngồi nói chuyện. Không chuyện gì trên thế giới mà ông không biết. Tập Cận Bình làm gì, Putin làm gì, Obama làm gì, mấy ông biết hết á. Ô các bạn ơi. Ngày nào cũng nói chuyện vanh vách vậy đó. Nói từ 8 giờ sáng chưa vào hôm đó, mình nói 8 giờ sáng chưa vào thôi, lo về đi làm đi. Cái ông đó ông nói không về giờ này được. Hỏi sao? Giờ này gặp vợ tôi là bả chửi chết. Hỏi sao bả chửi? Ông nói lúc này làm không có ra tiền, về gặp mấy bả chửi kinh lắm. Ok bạn ơi. Vậy các bạn thấy mấy bà vợ mấy bả có thực tế không? Có thực tế không? Mấy bạn đâu có quan tâm chúng ta biết Obama tập cận bình đồ gì đâu. Ok bạn ơi. Mấy bạn chỉ quan tâm là cuối tháng phải có tiền. Giang ta ra, giang ta ra. Mấy bà vợ quá thực tế. Mấy bà vợ vô cùng thực tế. Ok. Không có quan tâm tới cái chuyện kia. Các bạn tới này thú vị không? Yes. Các bạn có sẵn sàng để mình kể câu chuyện khác không ạ? Yes. À, mình cái câu chuyện nó xảy ra cách đây cả 20 năm rồi. Sáng hôm đó tự nhiên mới sáng sớm bạn mình nó tới, nó gặp mình cái mặt nó buồn hiu. Hỏi sao mặt mày buồn vậy? Nó nhỏ bồ tao bỏ tao rồi. Hỏi sao nó bỏ mày? Nó nói chơi tao nghèo, nó đi quen đứa giàu rồi. Ok bạn ơi. Mình nghe nó nói mình mắc cười quá trời các bạn ơi. Nó hỏi mình sao cười nó.
mình kêu tao rất thích quan điểm của con nhỏ bồ của mày. Ok rồi. Chịu không nổi. Nó quay qua nó chửi mình các bạn ơi. Nó quay qua nó chửi mình mới hỏi bạn của mình nè. Bây giờ tao hỏi mày á, giữa thằng giàu với thằng nghèo đố mày ưng thằng nào sướng hơn? Ok bạn, giữa giàu với nghèo ưng nào sướng hơn các bạn ơi? Giàu. Các bạn nghe tiếng gái nói không? Các bạn nghe tiếng gái nói không? Toàn là gái nói không à? Lớp nào mình cũng hỏi cái câu đó là cái gái nói mà. Con trai đi em tương tiếp à? Thú vị các bạn ơi. Giang cho tao nè. Vô cùng thú vị. Vô cùng thú vị. Mình hỏi câu đó với bạn mình, nó im thử tiếp, nó không nói cái gì đó. Mà nói bởi vì con nhỏ bạn mình nó rất thực tế. Tại sao nó thực tế? Bởi vì nó có một đời con gái à. Phải chỉ nó hai đời con gái, nó hy sinh bớt một đời cho mày. Ok bạn ơi. Trước khi trách người khác hãy tự trách mình, mà hãy xem lại cách ăn cách sống cách ở của mày. Mày ăn mày sống mày ở kiểu gì, giờ này mày vẫn còn chưa có tiền. Ok bạn ơi. Rồi còn lại đi trách móc người khác nữa. Các bạn thấy này thú vị không? Các bạn biết từ ngày mình có vợ về mình ngộ ra nhiều điều lắm. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không? Sẵn sàng. Vợ chồng mình lâu lâu mà cãi lộn nhau á, bây giờ mình biết ý lắm. Mỗi lần mà vợ chồng mình cãi lộn nhau, mình có em đưa tài khoản này mình chuyển có 100 triệu, vợ mình hết cãi liền. Tuyệt vời các bạn ơi. Tuyệt vời. Mình mới rút ra một cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ không? Mình nói là phụ nữ họ không có tham tiền, phụ nữ họ vô cùng quý tiền. Ok bạn ơi. Dạ, cho tới đây. Chị em vô cùng quý tiền. Tại sao phụ nữ họ vô cùng quý tiền? Mình ngộ ra luôn. Các bạn có sẵn sàng để mình bằng mấy không? Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Bởi vì á, trong gia đình á, phụ nữ họ áp lực hàng ngày họ phải chi tiêu. Hình dung không các bạn ơi? Mỗi sáng họ thức dậy á, là họ phải mua từ kem đánh răng nè, mua đồ ăn sáng ngày đó nè, rồi mọi thứ đồ trong gia đình là ai mua? Phụ nữ họ mua. Mỗi ngày họ thức dậy là họ đối diện với một cái gì? Một cái list danh sách mua này. Cái đau đầu nhất của họ là ngày mai tiền đó mua. Ok không ạ? Yeah. Ok bạn ơi. Okay. Nên các bạn gặp phụ nữ là lúc nào họ cứ tiền và tiền. Hình dung chưa? Và thế là mấy anh chồng hoảng. Chúng mình làm sao vợ mình nó cứ áp lực với mình. Nhưng mà cứ người phụ nữ họ áp lực hơn nhiều. Cái lo lắng nhất của họ là ngày mai tiền đâu chi. À, và nhiều người vui lắm, mình chứng kiến rất là nhiều người. Các bạn sẵn sàng để mình chia sẻ thấy không? Dạ. À, làm đi học hành ra rất là trình độ, làm lương tháng 15-20 triệu, và chi phí cuộc sống thì muốn chi nhiều không? Nhiều. Nhưng ráng cố gắng, tại vì làm có 15-20 triệu, ráng cố gắng để tiết kiệm. Trời ơi, dùng trình độ, dùng kiến thức, dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm học hành để cố gắng làm sao đó 20 triệu tiết kiệm để tiêu cho nó đủ. Tại sao chúng ta không dùng toàn bộ kinh nghiệm, kiến thức, những cái gì chúng ta biết á, làm ra một tháng 200 triệu, con nhỏ vợ nó tiêu hết 100 triệu, mà còn dư 100 triệu nó nói anh làm gì mà tiền nhiều quá, tiêu hoài, tiêu không hết. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Chúng ta cần hãy có một cái góc nhìn khác, thay vì dùng toàn bộ cái đó để tháng kiếm có 20 triệu à, rồi về ráng cố gắng ngồi hy sinh cái chỗ đó. Ok không ạ? Khi bạn nghèo á, bạn sẽ dẫn đến, bạn không có tiền á, sẽ bạn dẫn đến rất nhiều người chung quanh mình bất hạnh theo mình, đồng ý không ạ? Yes. Đồng ý nữa các bạn ơi. Đồng ý. Và những người bất hạnh theo mình là người ai ạ? Người thân yêu của mình, đồng ý không ạ? Đồng ý các bạn ơi. Đồng ý. Hãy học cái cách để chúng ta có nhiều tiền các bạn ạ. Và nếu mà cái gì không biết thì đi học, không biết lái xe thì làm gì? Đi học biết lái, không biết làm kế toán thì đi học biết lái, đồng ý không ạ? Các bạn sẵn sàng để mình kể cái câu chuyện khác mà. Năm ngoái con mình cho nó đi vào học trường quốc tế, thì mình vào cái ngân hàng mình chuyển tiền. Thì sau khi mình chuyển tiền xong, cái cô bé làm thu ngân hàng mới hỏi mình một cái câu này: anh ơi, bé nó học trường nào mà anh chuyển tiền nhiều thế? Nó bé con anh nó học trường quốc tế em. Nó học bao nhiêu một tháng anh? Mình nói bé nó học 33 triệu một tháng em. Khi mình nói 33 triệu, trời anh ơi, một tháng bé học bằng 3 tháng lương của em. Ok không ạ? Ok bạn ơi. Mà nói em tốt nghiệp cái gì đó? Dạ đại học ngân hàng. Làm bao nhiêu năm rồi? Dạ 4 năm rồi. Lương em khoảng 10 triệu một tháng à? Nó kêu đúng rồi, lương em khoảng 10 triệu một tháng. Mà nói như vậy thì sau này em có con, em có gia đình rồi làm sao con em nó học trường đặc biệt đâu được em? Nói, trời ơi, em ngồi em làm chỗ này nè. Anh ơi, em thấy có nhiều người họ có nhiều tiền lắm. Nhưng mà em không hiểu vì sao họ có nhiều tiền như vậy. Mà nói em muốn anh chỉ không? Nó nói dạ muốn. Nói cái bước đầu tiên á là em phải gì? Em phải rời cái ghế này đã, nhắc cái mông lên rời cái ghế này đã. Cái ghế này nó chỉ xứng đáng là bao nhiêu? 10 triệu thôi, ok không? Yes.
Ok bạn ơi. Ok. Ok bạn ơi. Ok. Muốn thu nhập cao thì bước đầu tiên phải về nha. Nhấc cái mông đi. Rồi ra khỏi cái ghế này nó xứng đáng chỉ có 10 triệu thôi. Đừng cứ ngồi cái ghế này mà ngồi mộng mơ. Bạn sẽ không được đâu, cùng lắm nó tăng lên 12, 13 triệu, 15 triệu bạn cũng không khá được đâu. Đồng ý các bạn ơi. Cô bé đó hỏi tiếp mình một cái câu cực kỳ hay. Anh ơi, vậy nếu em rời khỏi cái ghế này thì em đi đâu? À, cái câu hay không? Hay không bạn? Nói câu rất là hay. Nói em có câu hỏi rất là hay. Nó rất là đơn giản, em tới trường của con anh học á, không phải một mình con anh học đâu, cả ngàn đứa nó học. Và em có công nhận với anh không ạ? Phụ huynh đó họ đều giàu đâu. Nó kêu chính xác rồi, nếu học vậy thì đi giàu rồi. Vậy em tới đó em làm gì anh? Các bạn tới giờ chỉ đó tới nơi mà không biết tới làm gì. Còn tới em gặp những phụ huynh đó, anh nói, anh ơi, anh làm gì mà tiền nhiều dữ vậy? Chị ơi, chị làm gì mà tiền nhiều dữ? Ok không? Yes. Ok không? Okay. Sẽ có người chỉ cho em, đồng ý không? Yes. Chúng ta không biết nhậu thì chúng ta chơi với năm bạn nhậu tương lai chúng ta trở gì? Bợm nhậu, ok không? Ok không? Chúng ta không biết kiếm tiền thì chúng ta chơi với những người kiếm tiền giỏi thì tương lai chúng ta sẽ là những người gì? Kiếm tiền giỏi. Chúng ta chơi toàn là những người không giỏi kiếm tiền không thì làm sao mà ai chỉ cho chúng ta làm sao học được cái mánh khóe để kiếm tiền giỏi. Đồng ý không? Đồng ý các bạn ơi. Đồng ý. Dân dân ta nào, phải chơi với những người kiếm tiền giỏi. Vô ta cao lên năng lượng lên, xây qua người bên cạnh, phải chơi với những người kiếm tiền giỏi. Được chưa? À. Vậy một trong những cái mà để chúng ta có tiền là như thế nào à? À, sale bằng income, tạm dịch là kinh doanh buôn bán bằng cái gì thu? Thu nhập, ông bà ta thì có câu gì? Phi thương, bất phú, nó cũng ná như câu này. Mọi con đường để chúng ta có tiền trong cuộc sống này chắc chắn chúng ta phải bán một cái gì đó. Đồng ý các bạn ơi. Người làm công ăn lương chúng ta bán gì à? Sức lao động của mình bán gì? Trí tuệ của mình bán cái gì? Thời gian của mình để tới tháng chúng ta có tiền. Các bạn vô người làm chủ doanh nghiệp thì họ tạo ra sản phẩm dịch vụ để họ bán, cuối tháng họ có tiền. Sale bằng income. No sale, no income. No sale, no money. Bạn không bán mà không có tiền. Cái công thức nó rất đơn giản như vậy nhưng mà rất là nhiều người họ vẫn không có ngộ ra. Các bạn có sẵn sàng để mình kể những câu chuyện hàng ngày mình gặp không ạ? Mình gặp nhiều bạn học hành giỏi giang, thông minh lắm, ra trường làm việc ở quận 1, quận 3 này này, và bắt đầu mỗi tối như này này họ rồi về và họ hay ngồi nhậu ở cái quán lề đường này, và bắt đầu họ ngồi họ nói xấu về ông chủ con các bạn ơi. Họ nói ông đó học chưa hết lớp 12. Ok bạn ơi, à, mấy năm nay ông giàu lên là nhờ tao á. Ok bạn ơi, có ông chủ ông biết mình nói xấu về ông không? Biết ông biết hết. Không những ông biết mà ông nói thầm trong bụng của ông á. Ông nói xấu nó đi cưng, cưng nói xấu nó đi cưng, cưng tự hào, cưng giỏi, cưng thông minh, mà cưng đang làm công cho ai? Làm công cho anh, làm giàu cho anh mà còn tự hào. Nhưng ngoài miệng thì ổng nói khác, ngoài miệng nói cưng rất là giỏi, cưng rất là thông minh. Ok bạn ơi, mà rất là kỳ lạ, cứ khen nó giỏi, khen nó thông minh, nó lăn ra nó kiếm tiền cho mình. Thú vị không các bạn ơi? Chê nó dở là nó tự ái, ngày mai nó nộp đơn nó xin nghỉ việc. Có các bạn ơi, có. Ok mà, giang ta ra, giang ta ra. Trường đời với trường học khác nhau quá. Ok chưa? Mình mới hỏi kinh doanh bắt đầu từ đâu, thì tự nhiên có một ông nói kinh doanh bắt đầu từ nghỉ việc á. Ổng cứ mấy cái thằng nó không nghỉ việc, nó cứ nó hỏi như vậy á. Búa lớn tìm nên lớn, gõ búa nhỏ tìm nên nhỏ, gõ búa lớn búa nhỏ dù sao cũng là búa, mà búa nữa cứ nó tìm bên là nó. Cái suốt ngày cứ nghe mắm công đàn của mày dở lắm, cái mắm công đàn của mày dở lắm. Trời, nghe đến nỗi ám ảnh á, có hôm tối về ngủ cái nằm mơ nghe mắm công đàn của mày dở lắm. Có người họ chửi dữ quá thì bắt đầu mình cãi lộn lại là họ. Thế là hồi đó đi bán lo bán lo đi cãi lộn, mắc cười lắm bạn ơi. Trời, lần đầu tiên trong đời mình phát hiện ra cái bí mật bán hàng bên vực trời, trời, cái đây là cái bí mật bán hàng rồi. Hai năm rưỡi sau khi ra bán nước mắm là mình có tiền mình mua nhà cửa Sài Gòn. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ?